đâu thằng đó, vừa làm sự kiện vừa bay được cúp, tuyệt vời tuyệt vời. Ai trời ơi, nó lại quá hoàn hảo luôn. 770.000 cộng bonus là 1 triệu triệu triệu. Wow. Hello, xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây. Và như vậy chúng ta ngày hôm nay đã có một sự kiện rất là hoành tráng đến từ Clash of Clans, đó chính là Hawk. Rồi là đánh cả Rocket luôn, rồi là chơi cả quản giáo luôn. Vậy làm thế nào để chúng ta hoàn thành vậy? Mình đã quyết định vâng chơi luôn cái combo kết hợp cả ba đơn vị lính này. Đây nè, chắc là anh em nào mà chưa sử dụng cái combo này thì xem cái video này của mình để chúng ta cùng triển khai nhá. Mình sẽ chơi chính là Golem Hawk với cả là Miner. Mình cũng chả biết đi queen đâu, thôi kệ, mình cứ cho nó ào vào thôi. Chơi với cả 10 ông bom. Cái combo mình vừa mới nghĩ ra khi mà có sự kiện này các bạn nha. Rồi, ok luôn. Và anh em nào có nhu cầu mua vé vàng này, mua gem hoặc là những cái gói ưu đãi thì cứ liên hệ fanpage của mình Akari Gaming với hơn 97.000 lượt người follow các bạn ạ. Và điều đặc biệt mình muốn nói với các bạn trong video này đó chính là về cái trận đấu tối nay. Đây là cái trang fanpage Akari Gaming với hơn 97.000 lượt người follow của mình. Và các bạn có thể thấy là mình đã cập nhật cái avatar là đeo khẩu trang rồi nha. Buổi sáng nay mà chung tay cùng đẩy lùi Covid các bạn ạ. Thì tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một trận thi đấu của anh em CLC lớp, clan CLC lớp chúng ta. Đây là một trận đấu rất là ý nghĩa của anh em muốn chung tay, chung sức mình để ủng hộ vào cái quỹ vaccine phòng chống Covid-19 của Việt Nam chúng ta. Thì toàn bộ tiền donate của khán giả tối nay vào lúc 20 giờ diễn ra từ thời điểm của bắt đầu livestream thì tiền donate này của các bạn này, rồi là tiền của anh em COC lớp thì đều sẽ được mình tổng hợp và ủng hộ vào quỹ vaccine phòng chống Covid của Việt Nam chúng ta các bạn ạ. Và ngày mai thì mình sẽ post bài lên để anh em biết được. Và các bạn xin kính mời tất cả quý vị khán giả tối nay 8 giờ lên trên kênh Akari Gaming và fanpage Clash with Akari Gaming của mình để chúng ta cùng theo dõi trận thi đấu cực kỳ đặc biệt và ý nghĩa này các bạn nha. Ok, gặp nhà thơm thơm rồi thì mình sẽ chơi sức mạnh này chứ, hóc mình hóc một mà, rồi thuốc tướng luôn. Đây là combo tấu hài nên chống chỉ định với những anh em bảo vâng đánh gà đánh chi đa thì đúng là tôi chưa bao giờ tôi đánh hóc với cả Miner đâu, nên anh em đừng có chửi tôi mà tội tôi nha. Bây giờ mình có Rocket Balloon ở đây thì mình sẽ thử tiêu diệt con trụ Wizard kia xem sao. Ui trời, trụ này mình muốn xử nó thử xem sao. Rồi bay rồi, bay một bên rồi, bên kia thì thả cung đi. Rồi, Golem ở đây chết bừa dầu. Anh em thấy tôi xin quả khí cầu chiến là biết rất chơi rồi đấy. Golem nha, từ từ nhá. Ui, mẹ, đục không thủng tường mới nhọ chứ. Không dám thả nhiều chứ nhỉ. Vâng, thả lắm mới lại còn cái nịt rồi, đúng còn cái nịt rồi. Vãi thật. King này, quản giáo này. Hawk vào. Miner cũng vào đi. Tôi chả biết nó đi đường nào luôn ạ. Ôi định mệnh đục tường rồi, ngũ người rồi bạn ơi, quản giáo đâu ta? Chết bà rồi. Ôi. Ôi học tôi. Vâng, tấu hài vãi đạn ạ. Vâng. Ôi cố gắng ăn cái nhà chính lấy sao đi. Chết rồi. Ôi mẹ ơi. Vâng, tôi đập lô một đống spell cho khu vực nhà chính này. Vâng, bốc nhà chính đi Queen. Ơi rồi ơi. À, chúng ta còn khí cầu chiến mà. Ôi định mệnh. Ôi trời ơi, ăn trong nhà chính rồi bạn ơi. Uy tín rồi, uy tín rồi. Queen gồng luôn. Vâng, khí cầu chiến biết thế cắm sang bên kia. Vâng, Shida. Ôi. Má đúng nghĩa tấu hài luôn. Biết thế tôi cắm ở chỗ cái Inferno một kia bên kia. Vâng, tôi biết đâu. Ôi trời ơi, cứ nghĩ là nó không ăn được nhà chính, ngu người thật. Ai vay đạn. Vâng, đánh cẩn thận có khi cũng lia đấy các bạn ạ. Ây. Hay phết, hay phết. Ô, quản giáo nóng đít quá, ai chạy sang đây. Đuổi quả hồi nãy bình tĩnh chậm hơn một giây khi câu chiến sang bên chỗ con Queen rơi xuống cái đệt, con Queen chết rồi là ăn luôn được cái Inferno nhiều một tiếng. Ôi. Nghĩ lại nó mà tiếc quá. Ok rồi, King chuẩn bị vào đây nó thịt cho này. À, các bạn có thể thấy là Golem đứng nó đỡ đòn khá vui. Vâng. Vua đường xanh, lên đồ em trai.
Cổ vũ cho Akari Gaming nào các bạn ơi. Vâng, tối nay thì chúng ta cùng đánh gây quỹ nhá. Này thì vụt chúng tôi này ba mươi mấy giây, không còn nhiều thời gian. Đúng rồi, ăn đi em ơi. Như vậy là cái mỏ vàng này khá nhiều đấy. Úi trời. Vâng, ăn gần hết tài nguyên trong trận thi đấu này. Ok, combo này đánh nắn nót chút xíu nữa là ngon đấy. Tôi thì xin khí cầu chiến cũng được. Không sao đúng không, có gì dùng đấy thôi. Chứ nhà cũng không có điều kiện thì cũng không đú được. Ơi giời ơi, 90 không em trai. Ngày giời, quả này thả khí cầu chiến chuẩn bài nữa thì mắc bêu luôn. Đấy, các bạn cho thêm tầm phút nữa có khi lìa nhỉ. Bây giờ 90 rồi này, 91 luôn ạ. Ấy quá uy tín bạn ơi. Đừng tiếc gì lượt like, lượt chia sẻ nhá. Ui, đi farm nó còn quá vãi đạn luôn đi chứ nị. Uy tín đấy. Anh em cần vé vàng, vé gem hay ưu đãi gì cứ liên hệ fanpage Akari Gaming. Thanh toán thẻ điện thoại, ngân hàng và Momo đều ok các bạn nhá. Ok anh em ơi. Ok các bạn ơi, một nhà này nữa này cũng khá là ổn áp đây. Mình đang muốn đục vào chỗ thanh niên thanh niên gì nhỉ? Ăn cái mô tả phát nào. Ăn cái mô tả đây phát nào. Đúng rồi, úi trời, chất lượng phết. Mà mút được gì cứ mút. Thì bây giờ chúng ta sẽ tấn công từ hướng dưới này nha. Tường này được đấy. Tường này quất được đấy bạn ơi. Rồi luôn ạ. Đi tín không ạ? Ok luôn ạ. Ok, King Queen quản giáo. Rồi là Miner đi trước và Hawk sẽ lẻo đẻo theo sau đúng không ta? Bài là như thế. Ok, khí cầu chiến luôn này. Quang độc dược cho Queen này. Quản giáo đâu ta? Quản giáo đâu ta? Bật skill cho khí cầu chiến cũng như là đội quân ở trong tình huống này. Khu vực nhà chính sẽ được bốc đi. Hawk ơi, cẩn thận em ơi. Nhà chính nó nổ đấy. Nhà chính nó nổ là đau lắm đấy em dài. Úi dồi ôi, hồi máu. Mình cũng chưa kịp nhìn thấy gì đâu. Đúng rồi, đúng rồi. Chơi nó đi, King. King vẫn đang cố gắng thi đấu ở bên đây này. Cố lên em dài. Quăng một cái cuồng nộ cho King bên này. Đúng rồi. Hồi máu thì sẽ để cho đám Hawk ở đây. Đúng, 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 đúng. Tất cả vẫn đúng. King gồng tiếp để ăn cái mota luôn. Đẹp, chúng ta có cung mà. Thả đi để đi các phía cung phía ngoài. Ui giời ơi. Combo sự kiện quá chất luôn cho các bạn đi farm nè. Uy tín luôn này, bị lại bạn ơi. Queen còn chưa cả gồng, Hawk còn rất nhiều. Yeah, 100% luôn ạ. Gồng Queen cái cho nó mát máy. Anh em lên. Tuyệt vời. Đừng tiếc gì một lượt like, share, chia sẻ kênh Akari Gaming nha các bạn nha. Đừng quên trận thi đấu tối nay ủng hộ quỹ phòng chống Covid-19 nào. 100% chất lượng luôn. Đấy, sang trận thứ hai nó khác bọt lắm. Đây các bạn nhá, từng này đội quân nhá. Ui dồi ôi, trận này giàu vãi trưởng anh em ạ. Không, chưa biết như thế nào đây. Đấy chật chả. Nên tấn công vào đâu cho chất lượng nhỉ? Mình đang hơi phân vân và lăn tăn. Ok, ok, ok. Ok bạn ơi. Ok, ok. Tự dưng để quên mất trụ. Trụ vi giác nó nằm ngay đây ạ. Ngũ người rồi, ngũ người rồi bạn ơi. Rồi, 1, 2, 3 xem nào. Được, 3 con có nổ kịp không ấy chứ nhỉ? Rồi, xong luôn. Vâng, ca này căng rồi. Ca này hơi bị căng rồi. Úi dồi, bom đôi ạ. Vãi trưởng luôn ạ. Ôi bạn ơi. Ôi, 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 quản giáo ơi, bạn ơi. Gồng luôn ạ. Cuồng nộ có mặt trong tên này ạ. Rồi này. Inferno nhiều tiêu đốt thấm phết. Ca hồi máu ở đây. Miner nữa hồi tiếp ở đây. Lên đồ đi em trai. Chúng ta còn chúng ta còn rồng nhồi đồ cho rồng, cứu rồng, quáng xương nè. Đúng rồi. Vâng, anh em ở đây là phải đập quả hồi máu nữa nè. Rồi Queen bên đây vẫn đang còn nè. Tốt lắm. Vâng, cố lên. Còn rồng còn thi đấu. Vâng, rồng bay mau. Golem vừa mới bay một mớ nữa. Vâng, còn gì không em trai. Cố lên Miner. Yeah!
King cố lên. Yes. Party Wizards cố lên. Hay lắm. Queen còn, Miner còn, King còn và quản giáo còn. Ba đơn vị tướng đều còn và gồng Queen trong trường hợp này. Yeah. Combo quá tuyệt vời anh em ơi. Đánh đâu thằng đó. Vừa làm sự kiện vừa bay được cúp. Tuyệt vời tuyệt vời. Ai trời ơi, nó lại quá hoàn hảo luôn. 770.000 cộng bonus là 1 triệu. Wow. Quá đẳng cấp, quá hay. Vâng, đấy, Miner Hawk đến từ Akari đây các bạn nhá. Vâng, lên rank luôn ạ. Ây dây ơi. Bonus này là của tớ anh em ơi. Chờ một chút xíu cho quân cho spell nữa thôi là lại có thưởng đấy. Ok luôn anh em ơi. Chơi đây. Chơi nhà này đi cho nó phấn khởi xem sao nào. Một. Ôi, trời ơi, lãng xẹt quá. Nó phải như thế này chứ. Ôi giời ơi bạn ơi, đưa tay đây nào bạn ơi. Mình tính là tấn công từ hướng ngược đường ngược nắng dưới này lên mà không biết có được không thì chỉ nhìn. Đừng ơi, còn đúng cái nịt. Rồi, King Queen rồi, ok. Cắt góc các kiểu đi. Rồi, có đục được quả nào không ấy chứ. Miner, yo, yo, ôm bom, yo. Rồi, khí cầu chiến đâu, yo. Má ơi, lạc lối rồi, lạc lối rồi. Tên này đại quân khả năng là lạc lối rồi. Quản giáo bật skill lên. Queen gồng luôn ạ. Vâng, cuồng nộ cho khu vực này luôn ạ. Bằng Queen lại luôn ạ. Rồi thả hồi máu cho Hawk ở đấy ạ. Rồi bạn ơi. Ồ, kinh ta đâu ta. Ôi kinh ta đâu rồi ta. Vâng, anh em Miner Hawk ở đây. Bịt lại cái X-Bow gồng kinh lên. Rồi ôi. Vâng, bị Queen nó thịt luộc. Ôi rồi ôi bạn ơi. Vâng, đập cái cuồng nộ khu vực này nào bạn ơi. Ai chờ bên đây. Queen của chúng ta đã gồng rồi. Vâng, Inferno một tia đừng có nói nó bế đi toàn bộ thì đúng là đau đầu. Ôi trời ơi. Vâng, còn Inferno một tia thôi. Cố lên nào bạn ơi. Ôi Golem, đừng có để cái bom kia nó nổ. Anh em đâu. Vâng, phải thể hiện đây là một video đánh đầu thắng đó chứ nị. Ôi trời ơi, quá đỉnh luôn. Các bạn thấy không? Trừ trận thi đấu đầu tiên thôi, chứ còn trận nào thì cũng mượt. Vâng, 3 sao cầm về, bay cúp quá ngon. Queen Inferno một tia với chúng tôi này. Ây giời ơi, đừng tiếc gì lượt like, share, chia sẻ combo đi farm sự kiện. Cũng như là bay cúp quá chất đến từ vị trí của Akari Gaming anh em nhá. Uy tín 3 sao đánh đâu thắng đó nhá. Đây các bạn này, đang đánh 4 trận này, tưng bừng luôn ạ. Nói có sai đâu. Đấy, lìa tòe toét thì chứ đùa đâu. Đừng tiếc gì lượt like, lượt chia sẻ ủng hộ mình về combo cực đã này anh em nhá. Và đừng quên trận chung kết tối nay hôm nay của COC lớp A và COC lớp B chung tay phòng chống Covid các bạn. Anh em có nhu cầu mua vé vàng hoặc những gói ưu đãi trong này hoặc gói gem thì nhắn tin fanpage Akari Gaming của mình nha. Fanpage 97.000 follow của mình chỉ nhận giao dịch qua duy nhất cái fanpage này các bạn nha. Và tối ngày hôm nay hẹn gặp lại các bạn trong một trận đấu cực kỳ ý nghĩa của anh em clan COC lớp để chúng ta có được một số tiền nho nhỏ chung tay vì cộng đồng, góp sức mình vào quỹ vaccine phòng chống Covid-19 của Việt Nam. Sự hiện diện của toàn bộ quý vị khán giả vào trên kênh Akari Gaming 8 giờ tối nay ngày 14 tháng 8 năm 2021 đó chính là niềm vinh hạnh của clan chúng tôi. Xin kính mời cả nhà đón xem trận thi đấu cực kỳ hấp dẫn để cổ vũ cho cả hai đội nha. Let's go!